ทุกหยีเลยอะฮะchế nhớt vô, chế nhớt vô gì cho nó dễ quay ha. Chế nhỏ, chế cốt. Ừ. Cái cốt đó là cốt 27 quá. Cốt 27 mua ở đâu cũng có, mua chợ có. Cốt này 27 mua ở chợ. Trời. Đục tay. Cái này là bộ trưng bàn số 2. Giao cát trưng bàn cũng không sao, hao xi măng chút thôi, phải không? Mặt tông mà đâu có nhầm gì. Rồi gì được rồi. Gỡ giao cát. Mày dày dữ lắm. Gì là chất lượng luôn, xài 10 năm không. Cái dòng đó mình để, không để cũng được. Sao không được? Nó dày lắm rồi. Có dòng kỹ thì để. Cái kiểu này khác nha. Kiểu này khác nha. Rút qua dòng coi. Cái này nó có cái mộng cái kia để vô xong. Cái này là cái mặt tên. Ba phút mấy ạ? Vô Zalo, vô Zalo bọn sao chủ. Dạ. Lành thì làm đảo vỡ thì làm mua, nhưng mà nếu như mà nó đếm bác lắm thì tập. Dạ. Dạ. Có chừng cái chậu sao cái đô con sao luôn á. Này nó khó hơn cái chậu lắm chứ lên bán không có rẻ được ha. Tính sao tính ngày rồi từ 2 tâm tới 5 tâm. Ha, à, đúng không? Ngày khởi kiếm từ 2 tâm tới 5 tâm chứ nữa thì nữa. Sáng giờ có mười mấy cuộc rồi đó. Mày không được. À, mày
Chưa ông già ơi, chút xíu tôi qua ông ơi. Đậu lúng lại. Không có ý nữa. Dày quá. Mà này xài tao nói thiệt 20 năm chưa hư. Chân bàn em bán 4 năm nay không có ai mang vốn. Vậy mới đã. Lộn quá trời bự à. Khó, khó cái bụng đó đó. Đây, cái này là cái mọng. Cái này là ở phía trên. Là phía dưới. Mấy mẫu này có duyên hơn mấy mẫu kia. Chân này cao hơn chân kia rõ ràng, thấy không? Cao hơn, mà nó đường chỉ nó nhiều hơn. Quá quậy. Ngày về vuốt hồ cốt lại cái đẹp liền. Hồ cốt. Hồ cốt nha. Láng là liền ha. Cái bài bự quá. Đó, thọ cũng có quay gia công. Rồi có mỏng đã ha. Bộ dao này quay tính ra là cũng 3-4 năm rồi đó mà. Nó không láng không ha. Quay đánh lại. Giờ lấy giấy nhám. Giấy nhám đánh lại. Để hổm em cho cái ông hai tên cầu trong dọc mượn mà. Không không.
là không có ổng, không có không làm mà thôi rồi ổng thả. Hồi đó em quay là ngày em kiếm 200 ngàn là được. Vô vô Zalo bon xe ốc Vũ coi cái hình mà thành phẩm nha. Không 0987 557 550.